Indonesia đã xác nhận địa điểm sẽ tổ chức trận đấu lượt đi giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 là sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta. Đây được xem là thánh địa của bóng đá Indonesia, không khí cuồng nhiệt được tạo thành từ hơn 77.000 cổ động viên trên khán đài luôn mang đến nguồn sức mạnh rất lớn cho các cầu thủ Indonesia, đồng thời tạo nên áp lực khổng lồ với các đội khách. Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 3, trước khi hai đội tái đấu tại Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3.